Xin chào các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải các câu hỏi trong phần bài tập của bài số 2, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên trong sách khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1 trang số 10. Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học tự nhiên. Thì một số hoạt động liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học tự nhiên, ví dụ như vật lý học thì có thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông. Hay lĩnh vực hóa học, điều chế sản xuất các chất. Lĩnh vực sinh học thì trồng cây trong nhà kính. Hay lĩnh vực khoa học trái đất là dự báo thời tiết. Lĩnh vực thiên văn học như là du hành vũ trụ. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 2 trang số 10. Vật nào sau đây gọi là vật không sống? Thì để gọi là vật không sống thì vật đó nó sẽ không có các quá trình như trao đổi chất và năng lượng, không có sự sinh sản, sinh trưởng, không có quá trình cảm ứng với môi trường xung quanh. Vậy thì ở ý A, B, C, D thì vật không sống ở đây chính là than củi ha. Bởi vì than củi không trao đổi chất, không sinh sản, sinh trưởng, không cảm ứng với môi trường. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi 3 trang số 10. Em có thể phân biệt khoa học về vật chất như vật lý, hóa học v.v. và khoa học về sự sống, sinh học dựa vào sự khác biệt nào? Sự khác biệt đó là dựa vào sự khác biệt giữa vật sống và vật không sống. Khoa học về vật chất là nghiên cứu những vật không sống. Còn khoa học về sự sống là nghiên cứu về vật sống ha. Thầy và các em vừa trả lời xong các câu hỏi trên. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các em ở những câu hỏi tiếp theo.